Minh Trang từ Hà Nội. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta chỉ còn một vài giây phút nữa thôi thì sẽ bước sang năm mới Giáp Ngọ. Và năm Giáp Ngọ sẽ gõ cửa mọi nhà. Và từ các đầu cầu của thành phố Hồ Chí Minh, của Hà Nội, chúng ta sẽ chuẩn bị được thấy những màn pháo hoa rực rỡ. Vâng, mọi người đang rất nóng lòng để chờ đón màn pháo hoa rực rỡ từ thủ đô Hà Nội ạ. Hà Nội, tại Hà Nội sẽ có 29 điểm bắn pháo hoa. Với 33.100 quả pháo hoa được bắn ở tầm cao thì người dân Hà Nội ở khắp trong thành phố có thể nhìn thấy pháo hoa ở trên bầu trời Hà Nội. Và chúng ta chỉ còn một vài giây phút nữa thôi thì sẽ đón màn pháo hoa ở tại Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng rồi nhiều thành phố khác trên cả nước thì cũng có những màn pháo hoa rực rỡ để phục vụ người dân chuẩn bị đón thời khắc chuyển giao năm mới. Vâng, chúng tôi đã nghe thấy tiếng pháo hoa từ thủ đô Hà Nội ạ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ có tất cả là 6 điểm bắn pháo hoa với thời lượng 15 phút. Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra ở khu vực đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2 và công viên lịch sử pháo hoa dân tộc quận 9. Vâng, những bắn pháo hoa đã tung bay trên bầu trời Hà Nội ạ. Chúc mừng năm mới 2014, năm Giáp Ngọ. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, năm 2013, đất nước ta vượt qua nhiều thử thách. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực vượt bậc, thu được những kết quả quan trọng và nhiều kinh nghiệm quý. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đòi hỏi phải quyết tâm cao, sự thống nhất ý chí và hành động, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ. Bước vào năm mới 2014, đất nước còn đang đứng trước nhiều khó khăn. Nhưng những thành tựu của công cuộc đổi mới luôn là niềm cổ vũ to lớn để nhân ta vững bước đưa dân tộc đi tới tương lai tươi sáng. Chúng ta nguyện làm việc, cống hiến thật xứng đáng với tổ tiên, với lịch sử hào hùng của dân tộc và vì tương lai của các thế hệ con cháu mai sau. Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước
đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hành dân chủ rộng rãi với tư tưởng pháp quyền tiến bộ, tiếp tục đưa đất nước tiến lên. Giao thừa đã điểm, năm Giáp Ngọ đã đến, một mùa xuân mới đang về với đất nước và con người Việt Nam. Vào thời khắc thiêng liêng này, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thay mặt đồng bào cả nước, tôi gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo xa xôi, tình yêu thương sâu nặng. Chúc đất nước ta hòa bình, thịnh vượng, nhân dân ta ấm no, hạnh phúc. Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới.